đây xin mời bạn Minh Tú đứng lên giới thiệu về bản thân nhé. 2, 3. Mình muốn làm gì thì lớn lên. Mình muốn làm gì thì lớn lên. Mà muốn làm gì thì lớn lên. Mình muốn làm gì thì lớn lên. Ba muốn làm cô giáo. Ba muốn là ca sĩ. Ba có thể làm được gì. Ước mơ. Ba muốn làm gì khi lớn lên. Hello. Hay quá, hay quá. Nào, bây giờ bạn Mơ sẽ giới thiệu bạn Mơ tên là bạn tên là gì? Mình tên là Phan Minh Tú. Bạn năm nay mấy tuổi? Mình 5 tuổi. Bạn học trường gì? Mình học trường tuổi đầu tiên. Rồi, nhà bạn ở đâu? Nhà mình ở quán Nhân. Thế nhà bạn có mấy người? 6 người. Bạn thử kể tên những người trong gia đình mình nào. Có ai nhỉ? Một là bố mẹ. Một là mẹ Nguyệt. Hai là ba Duy. Đứng đây. Bố. Ba. Đứng đây. Ba. Ba là ai? Ba là ba Lội. Bốn là cô Thảo. Năm là cô Quế. Là năm. Thế sáu là? Thế sáu là ba Lội. Sáu là tớ. Sáu là Minh Tú. Giỏi quá. Bạn có thể cho mình biết là sở thích của bạn là gì? Sở thích của mình là cô giáo. Không, sở thích của tớ là được đi học với các bạn, được đi làm công chúa múa ba lê. Được rồi. Thế bạn nói lại là bạn thích làm gì cả? Mình thích múa lên pha lê. Gì nữa? Mình thích là cô giáo. Ước mơ của tớ. Ước mơ của tớ là cô tiên rồi cả cô giáo. Rồi ơi. Nó cao cả quá. Vỗ tay nào. Xin mời Minh Tú về chỗ. Cao cả quá. Chào bố. Bye bye nào. Bye bye nào. Bye bye. Bye bye. Ôi trời ơi. Tiếp